tuông rồi sát hại người yêu không phải là vụ việc mới nhưng cũng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người vừa qua cô gái trẻ ở chung cư sao được phát hiện tử vong bất thường trong căn hộ cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự bạn trai của cô gái mới nhất công an đã công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ việc vậy nguyên nhân tử vong của cô gái là gì mâu thuẫn tình cảm giữa những cặp đôi là điều không thể tránh khỏi nhưng thượng cắn chân hạ cắn tay để giải quyết mâu thuẫn thật sự khiến cho nhiều người sợ hãi, ám ảnh, thậm chí sợ phải bước vào một mối quan hệ. Liên quan đến vụ việc cô gái tử vong trong chung cư Rose Town ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, khoảng 23 giờ tối 12 tháng 8, lực lượng chức năng nhận được tin báo có người tử vong tại căn hộ trên tầng 23 chung cư Rose Town. Nạn nhân thuê căn hộ trên là chị Nguyễn Thị Ngọc B, sinh năm 1997, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng, ra soát camera. Vào thời điểm nạn nhân tử vong, tại hiện trường có mặt Nguyễn Hà Phúc, sinh năm 1987 ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa là bạn trai của nạn nhân. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự với Nguyễn Hà Phúc. Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 8, Nguyễn Hà Phúc xảy ra mâu thuẫn với chị B ở sảnh chung cư do Phúc nghi ngờ chị B quan hệ tình cảm với người khác. Sau khi hai người lên phòng, Phúc khóa trái cửa và tiếp tục chửi mắng, tác động tay chân khiến chị B bất tỉnh. Thấy bạn gái bất tỉnh, Phúc đưa vào phòng trong tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng chị B không tỉnh, có dấu hiệu chấn thương. Sau khi sự việc xảy ra, chị B được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả pháp y, nạn nhân tử vong do bị tổn thương gan và phổi. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại căn hộ, cơ quan công an thu giữ gần 5 kg chất bột, chất tinh thể, viên nén bước đầu, phúc khai nhận số chất này là hàng cấm, phúc mua và cất giấu tại căn hộ trên để bán quà. hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. nhiều người, đặc biệt là giới trẻ khi theo dõi vụ việc đã để lại bình luận: sợ quá, chắc không dám yêu mất. thôi ở một mình cho an toàn. có lẽ những vụ việc sát hại người tình xảy ra gần đây đã khiến cho nhiều người quá sợ hãi bởi vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng.